Hello, mến chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đam mê đồng hồ cho mọi miền Tây Quốc nha Hôm nay mình về được một ít hàng mới Rất là nhiều những thương hiệu đẳng cấp ở đây nha Rolex Omega, à, Breguet, Zenith à, Đặc biệt là Rolex mình về rất là nhiều quý cô chú anh chị ha à, Những thương hiệu rất là nhiều ở đây Có đồ xưa, đồ cổ, à, những cái đồ mới, hàng độc đáo cũng có Và Ở đây là kim cương thiên nhiên à, Mình về một mớ ở đây nữa ha Dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền, nhẫn và những cái hàng xưa cổ hôm nay chắc em mình cũng sẽ xem một mớ ha quý cô chú chị ha thì hôm nay đầu cái clip ngày hôm nay mình sẽ lên giới thiệu với quý chú chị một chiếc đồng hồ đồ cổ nha mang hơi hướng của những thập niên 1960 chiếc đồng hồ Omega công Telesong bát quái càng gãy là Nà, con này là thép nha quý cô chú chị nha toàn thân là inox ở size 34 năm sản xuất thập niên 60 con này chắc khoảng thập niên 60 khoảng 962 nha quý cô chú anh chị các bạn ha. Kính mica size 34 năm nha, dây hạt gạo, toàn thân là thép nha, mặt bát quái zin rất đẹp quý cô chú chị nha. Zin rất đẹp nè. À, một chiếc Omega thập niên 60 zin bây giờ thì chắc kiếm bắt quái zin chắc cũng cũng không có nhiều. Hôm nay chắc lẽ mình sẽ giới thiệu nhanh vì rất là nhiều hàng quý cô chú anh chị. Nhiều hàng ở đây cần phải giới thiệu ha. Đó, máy sáng bóng soi gương luôn. Cực kỳ đẹp ha. Máy 561 nữa quý cô chú anh chị nha đẹp cực kỳ nha đó độ đẹp cũng còn rất là cao con này mình nghĩ cũng rất đáng sưu tầm còn zin dây hồi xưa mà những cái con như thế này á phải từ 28 tới ba mấy triệu mới quý cô chú chị mới sở hữu được nha hôm nay thì giá nó mềm rồi hôm nay con này mình giao lưu quý của chú chị các bạn với giá chỉ có 23 triệu nha cọc cài đã đen duyên nguyên bản quý cô chú chị nha duyên nguyên bản luôn rất là đẹp và đẳng cấp Hai 23 triệu như quý cô chú chị nha à, mặt số zin nè hơi lắm tấm một tí nhưng mặt zin sẽ có những cái chấm như thế này quý chú chị nha à, chứ không có đẹp kèn đâu đẹp kèn là hãy coi lại những quý chú chị nha sẽ ba đồ xưa sẽ ba năm nhưng đây là thiết kế huyền thoại của của omega một cái thiết kế làm lên tên tuổi của omega và nó mang cái tên của một nhà thiết kế huyền thoại à, Genta, một nhà thiết kế vĩ đại nhất của giới đồng hồ nha quý chú chị nha ông được sánh giống như Picasso trong một ngoài là hồi họa gì đó ở đây thì nói chung mình có một mớ nhẫn nữa thì từ từ mình sẽ lên thì hôm nay mình sẽ seo một mớ đồng hồ trước quý của chú chị ha tiếp theo hôm nay là giới thiệu quý chú chị một chiếc à, Movado một chiếc Movado con này là cơ chế quạt quý của chú chị nha toàn thân là inox inox nguyên khối để mình xem cái size của nó coi cái size viền như thế này thôi cái này con này là tầm size cỡ 42 quý của chú chị nha 42 À, cái viền nó 40 nhưng mà cái thân nó ra mình nghĩ chắc 42. Đó, nói quý chú chị biết là nó to để cho quý anh chú tay nhỏ thì không nên mua nha. Tay khoảng trên 70 kg thì đeo con này rất là đẹp. Còn một mắt dây nữa quý anh chú chị nha. Size 42. Chiếc Movado này hôm nay mình giao lưu với quý anh chú chị các bạn với giá ưu đãi nha. Hôm nay mình giao lưu với giá ưu đãi quý anh chú chị và các bạn chơi nha. 6 triệu 800k. Một cái giá rất là mềm. 6 triệu 8 cho một chiếc Movado thế này mình nghĩ à, đáng chơi quý cô chú anh chị nha đáng chơi đáng sưu tầm à, đẹp cực kỳ luôn có 6 triệu 800k thôi cái này mà mua mới bảo đảm là phải trên 1 ngàn mấy đô quý cô chú anh chị không có rẻ đâu hãng Movado mà một cái thương hiệu đẳng cấp đẳng cấp có tên tuổi chúng là đồng hồ chứ không phải là là không đúng, quý cô chú anh chị nha 6 triệu 800k chiếc thứ hai mình giới thiệu đến quý cô chú anh chị là một chiếc bơm mơ mặt xây chiếc bơm mơ mặt xây này với niền vàng đúc dây ốp vàng à đó, automatic ha, lộ cơ trên dưới. Size của nó để mình đo nghe. Size của nó là vòng size 40. Size của nó là size 40 nha quý chú anh chị nha. Đó, rất là đẹp phải không ạ? Size 40, con này là còn hộp nha. Còn hộp. Đó. Kính sapphire trên dưới. Con này thì tay khoảng chừng 70 kg, 65 kg đổ lên là đeo là đã đẹp rồi. Đây. Đờ mi nha, rất là đẹp nè. Đeo đi cày cước là ok, cũng rất là ok ha. Chiếc này hôm nay mình giao lưu với chú chị với các bạn với giá chỉ có 16 triệu nha 16 triệu cho bơm mơ mặt xây này Đờ uh, mi vàng vàng Đó. Rất là đẹp ha, đẳng cấp cực kỳ 16 triệu nha, automatic <laughs> Lộ cơ trên dưới quý chú chị nha Để cái mặt dây chìm này lên như nó nặng hay nó chạy hơi bị chậm thì phải Hoặc là Đó, Tiếp theo hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp đến quý chú chị và tất cả các bạn một chiếc đồng hồ à giá rất là ok theo mình nha. Đó. Đồ thì về nhiều mà không biết nha giới thiệu cái gì. Ở đây mình có một chiếc long jean Automatic sắm sét ha, Ultron sắm sét à lắc kê nha. Đây rất đẹp với quý chú chị nha. À, mặt zin đẹp cực kỳ luôn nha. Núm zin, cái size nó rất là to nha quý chú chị nha. Size rất là to. Size của nó tầm khoảng 36 năm quý chú chị tầm cỡ 36 năm luôn ừ. Vỏ đó kê còn đẹp cực kỳ luôn Con này cũng đáng sưu tầm những biết của chú chị nha Cũng đáng sưu tầm Đây à, Máy sáng bóng soi gương luôn Rất là đẹp ha Rất là đẹp chiếc này hôm nay mình giao lưu với lại quý cô chú chị cùng tất cả các bạn với giá cũng cực kỳ yêu thương luôn nha. chiếc này mình giao lưu với giá là 7 triệu 800k nha quý cô chú chị nha. 7 triệu 800k chụp em long zin sắm xét. À, đẹp chưa nè đẹp cực kỳ ha nốt luôn quý chú chị nốt luôn nha à, đây bạn nào sưu tầm mà quý chú chị các bạn nào sưu tầm những con này thì không nên bỏ qua nó rất là ok nha đó giá đó thì mình nghĩ khỏi chê rồi đó. tiếp tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một em long zin, à, một em long jean lắp ship thần quý chú chị nha mặt số vàng cuốn thần con này với vòng size của nó là size 35 automatic máy răng cưa con này là vàng đúc 9k nha mặt số cuốn thùng cuốn thần 18k quý chú chị nha vàng đúc 9k à, đây nhưng mà là mặt số cuốn thần 18k còn rất là đẹp phải không ạ đẳng cấp ha đó đây là 9k nó sẽ đóng nè đó 375 và đóng cây chùy quý chú chị nha đóng biểu tượng của 9k là một cây chùy đó. Chiếc này với vòng size của nó 35 riêng nguyên bản dây khóa thì là mình thay mới rồi Automatic ha ba kim và không có lịch mặt số cuốn thần Chiếc này mình giao lưu với lại quý của chú chị với các bạn Với giá là 45 triệu nha 45 triệu cho em này mình nghĩ giá rất là ok em vàng đúc cuốn thần Mặt số vàng của quý của chú chị nha Mặt số vàng 18k Đó. 45 triệu cho em long này nha quý của chú chị nha À, hôm nay mình giới thiệu đến quý cô chú chị tiếp tục một chiếc đồng hồ Omega Seamaster à, Một chiếc đồng hồ mà Ta kêu nó là phong quốc dân à, Một cái phong mà lên tay Cân một loại cổ tay Tay nhỏ đeo cũng đẹp, tay to đeo cũng đẹp quý cô chú chị ha Với vòng size 39 niền vàng đúc, dây ốp vàng à, Đáy ngựa biển, tám kim Ngày tháng thứ, chỉ thiếu có chăng sao thôi Cho nó đáp này, quý cô chú chị nha Ngày tháng thứ cho nó đáp nữa Chiếc đồng hồ này hôm nay mình giao lưu quý chú chị và các bạn với giá chỉ có 38 triệu nha 38 triệu cho chiếc đồng hồ này Giá mình nghĩ rất ok dục em Omega De Mi Có 8 kim quý của chú chị nha Ngày tháng thứ Chỉ thiếu mỗi chăng sao thôi Đó, Kim quyền trượng 38 triệu cho em Omega này ha, Size 3 39 rất là dễ thương ha Cơ chế cho nó đáp bấm chạy nè quý của chú chị nha Bấm chạy Khi mà mình xài con này kính sapphire nha Khi mà mình xài muốn cho nó bền thì mình để cái kim cho nó ráp này nó phải qua 15 giây thì quý của chú anh chị bấm thì nó sẽ bền hơn quý cô chú anh chị nha. Đó, thí dụ như qua 15 giây mình bấm nó dừng nè và bấm nút ở dưới này nó sẽ trả lại ha. Ở trên này là giờ của 24 giờ quý cô chú anh chị nha, giờ của 24 giờ luôn. Đó. Tám kim mà, rất là đẹp phải không ạ? Đó. Độ đẹp cũng còn rất là cao như quý cô chú anh chị nha. Mình giao lưu với giá là 38 triệu cho em Omega này. 38 triệu ha. Đó hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình 0779 613 696 nha địa chỉ nhà riêng của mình 96 12 4 Thạch Lam Phú Thạnh thành phố Hồ Chí Minh mình chỉ xài số điện thoại duy nhất này thôi nha quý cô chú anh chị nha Từ hôm nay à, giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một chiếc đồng hồ cũng rất là độc đáo đọc chỗ nào à? cực kỳ độc đáo nè một chiếc Beretz Chronograph Form vuông Li mất tịch quý cô chú anh chị ha Li mất tịch con này 59 nhà chiếc nè chiếc số 59 nè con này là búa trên bằng vàng trắng luôn quý chú chị nha, nó hai búa. Cho nó automatic 6 kim. À, đây. Rất là đẳng cấp hợp khóa zin luôn quý chú chị nha, 6 kim, khóa zin luôn. này bấm dừng, bấm trở về và bấm chạy. Độc đáo là nó có hai búa nha, kính sapphire trên dưới. À, con này là hàng độc quý chú chị nha. Để mình sẽ đo size xem nó bao nhiêu. Con này size 36 nhưng cho 42 không càng với quý chúng chị nha 36 nhân 42 đây lên tay nè đẹp và đẳng cấp phải không ạ Đó. hàng đọc mà quý của chú chị hàng đọc nha chiếc này hôm nay mình giao luôn với quý với chị và các bạn với giá là 32 triệu nha giá đã mềm hơn hồi xưa rất nhiều hồi xưa chiếc này mình bán tới 38 40 à, nói chung là quay đầu về vài nước thì mình bán nó mềm lại vì khách chơi hay là quý của chú chị các bạn chơi đổi lên đời thì mình thâu lại nha và giá thành mỗi lần à, nó mềm lại nha nhưng bộ đẹp vẫn còn rất là ok thì khách trải nghiệm thì họ muốn trải nghiệm cái khác đó à, đây ba mươi mấy triệu một đục em ly mới tịch hai búa búa đôi vàng vàng đúc nữa quý chú chị mình nghĩ rất là đáng chơi và sưu tầm ha à, đó thì mình có hai em ở đây mình có một em nữa à, em này là à, được cái nó là niềm benzen xoay size 30, 36 con này thì mình giao lưu chỉ có 18 triệu thôi quý chú chị nha 18 triệu cho em này thôi đó đó là những con hàng độc mình giới thiệu hôm nay à, ở đây mình có một con long jean nữa tầm giá thấp nữa mình giới thiệu quý chú chị xong mình sẽ qua một cái hàng cao hoặc là nữ trang ha quý của chú chị ha hàng cao hoặc là nữ trang đó đây giới thiệu với quý chú một em petlin à, dây cao su thay mới rồi còn lại như bản mặt số trắng nha quý chú chị nha đây còn rất là đẹp quý chú chị nha chiếc bé Linh này mình giao lưu quý chú chị và tất cả các bạn giá là 30 triệu nha 30 triệu cho em bé Linh này với vòng size của nó là size 42 ghi mt gmt à, rất đẹp phải không ạ bạn nào trắng kẻo đeo với con bé Linh này thôi không có điểm chê luôn đó à, đây đã không rất là thư sinh phải không ạ ta đưa theo thêm một cái nhẫn nữa nè đó à, đẹp chưa ạ à, đó bộ wow. đơn giản thôi quý của chú chị đơn giản mà đẳng cấp phải không ạ à. ha Đấy. Đây. mình giao lưu em này với giá là 30 triệu cho quý của chú chị nha 30 triệu cho em Berlin này đây đẹp và đẳng cấp ạ 30 triệu đó. hôm nay thì nhiều rất là nhiều những cái đồng hồ xưa cổ thì hôm nay mình tiếp tục mình giới thiệu tiếp tục ha những cái xưa cổ tiếp tục đi qua những cái đồng hồ mới những hàng khủng sâu nha quý cô chú chị nha thì có nhiều quý cô chú chị các bạn có thời gian thì cứ xem à đây mình có một trái watch omega nè à, trái lắc quý cô chú chị nha trái watch này với vòng size của nó là size tới 44 quý cô chú chị nha size 44 một trái watch nhà omega rất đẹp đây trái watch này cơ chế là có tay nha mặt men chắc sản xuất khoảng 1920 mấy 30 gì đó quý cô chú chị đây, Sweet Match Quýt này mình giao lưu với giá là 5 triệu nha quý chú chị nha. Một chiếc quýt Omega giá 5 triệu. Đây, rất là đẹp phải không ạ? À? 5 triệu trong chiếc quýt Omega mình nghĩ cũng rất là đáng để chơi và sưu tầm ha. Thì đồ cổ thì mình còn một cái duy nhất này nữa để giới thiệu và chuẩn bị chuyển qua đồ mới thì quý chú chị ha. Một em Omega công tê lê xong năm hàng chữ răng cá mập mặt đen chữ âm siêu đẹp luôn quý cô chú chị nha, Duyên nguyên bản. Cả khóa luôn nè, khóa lắc kê nha là vàng đúc 18K mặt số zin nè quý chú chị xem mặt số zin nè, đó. Mặt đen zin rất hiếm nha quý cô chú chị nha. Rất là hiếm gặp cho cái mặt đen zin như thế này. Đây à Đây. Con này sản xuất khoảng 1956 đến 1960 hoặc 62 gì đó nha. Nhưng mà chắc chắn là nó sản xuất 956 tới 59 là hay nhất quý cô chú chị nha. Những năm đó là những dòng này nó ra và rất được ưu chuộng. Với vòng size 35 kính mica À, cọc số răng cá mập à, toàn thân vàng đúc 18k kim cọc vàng đúc mình sẽ mở cho biết quý chị xem bộ máy của thập niên 50 60 này nó đẳng cấp cỡ nào nha thì cái này những dòng của nó là đặc trưng của nó là 2852 2853 là những dòng không lịch 18k đây đó, quý chú chị xem nha rất là đẹp chưa qua spa đánh bóng gì luôn đó quý chị xem nha máy nè đó. một cái bộ máy mà làm lên huyền thoại nhà Omega con này xài chung với dòng bậc thang nữa đó, quý chú chị. mấy năm không năm nha. Năm không năm sáng bóng soi gương luôn. Rất đẹp quý chú chị ha. À. Những chiếc đồng hồ sưu tầm như thế này thì mình nghĩ là à, nên sưu tầm nè. Vì những chiếc này cũng rất là hiếm gặp. Chiếc này hôm nay mình giao lưu quý chú chị với các bạn với giá là 75 triệu nha. 75 triệu cho em này. Giá 75 triệu thì quá mềm cho một chiếc đồng hồ sưu tầm. Mặt đen mấy giày chiếc ca hồi xưa chứ không có một chiếc lọc cọc mà mình bán 79 triệu rồi của chúng chị lọc cọc không bằng cái này quá đồ cũng không có đẹp mà mình đã bán giá đó rồi thì cái con mặt đen này 75 triệu mình mua mình nghĩ rất là mềm quý của chúng chị rất là mềm nha mặt đen duyên như thế này rất là hiếm để mà sưu tầm thường thường đa số mặt sẽ xử lý lại vì mặt đen hoặc là nó lên móc rất là nhiều con này vẫn còn đẹp luôn quý của chúng chị nha đẹp luôn nè đồ xưa là bỏ qua con này uổng đó nha bác quái nữa chứ căng cá mập duyên cứng ngắt luôn 75 triệu nha con này thì nói chung là thật sự mê mua về chơi Không giới thiệu thì thì cũng không đúng với lòng à, Mới giới thiệu nhưng thật sự giới thiệu nhưng cũng không có mong có ai mua để mình giữ lâu nó thật, mình giữ lâu để mình sưu tầm quý cô chú chị nha Đó là em nói thật luôn về về cái con này Mặt đen em rất thích, đó là em nói sự thật ha Rồi, hôm nay tiếp tục qua cái series đồ mới Mình giới thiệu đến quý của chú chị một em Zenith Vàng hồng lúc 18k nguyên khối ha à, death, lịch đôi, chăng sao 2 kim rưỡi khóa vàng lúc 18k con này với vòng size của em nó là size 40 quý chú chị nha sai 40 vàng hồng lúc 18k nguyên khối tình trạng con này chỉ còn đồng hồ thôi chỉ còn mỗi đồng hồ thôi quý của chú chị nha chỉ còn mỗi đồng hồ chăng sao Zenith mặt số ghi lúc chi vàng hồng giá thì thôi xem như thế nào nào con này giá mình giao lưu chỉ có 168 triệu như quý chú chị nha 168 triệu cho em Zenith thương hiệu đẳng cấp mà còn chăng sao nữa quý quý anh chị. Đáng chơi không ạ? À? À, vô cùng đáng sưu tầm nha, biết Dead lịch đôi. Đó, rất đẹp nha. Em nghĩ tầm giá 180 triệu thì chiếc này rất đáng sưu tầm và đáng để chơi nè ha. À, đẹp phải không ạ? À? Đó, 180 triệu. À 168 triệu quý quý anh chị nha. Em sorry. Nói lộn, nói tầm bậy. <laughs> 168 triệu. Thôi, hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp đến quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một chiếc đồng hồ cũng thuộc dạng à cũng à, bình thường nhưng có nhiều nét độc đáo. Bình thường là gì ạ? À? Nó chỉ là một chiếc Rolex thép bình thường thôi. 126 334 ba, ba, một chiếc Rolex thép à size 41 à đờ mi vàng trắng ha quý cô chú anh chị ha, toàn thân là thép. À, size 3, 3 size 41 mặt số xanh rất là đẹp ạ. À. Nhưng chiếc này ở đây có cái gì đặc biệt? À, bình thường nhưng mấy chiếc khác Đặc biệt ở chỗ là chiếc này nó có đóng chuyện của nhà Rolex à, Lâu thật là lâu hoặc là hi hữu lắm mới gặp được một chiếc đồng hồ Đây quý vị xem dấu chuyện nha Ở ngay cái tay nè Do Rolex sản xuất và đóng chuyện nha. Đó Thí dụ như cái này thì Theo mình tìm hiểu được Thì trên những cái dòng đồng hồ Rolex Có những dòng inox ha Là sản xuất cho một thị trường riêng biệt nào đó à, Thể đơn đặt hàng hay gì đó Để sẽ có một cái chuyện như thế này và quý cô chú chị nha trên dòng Inox nha nó rất là đặc biệt rất là đặc biệt ha quý cô chú chị ha đó chứ không phải là à, vì à, trước khi mua hay là trước khi à, một cái sản phẩm nào lạ khác biệt với những sản phẩm khác là mình tìm hiểu cũng kỹ đúng không, quý cô chú chị thì à, mình mới dám à, mua nha đó. chứ không phải là à, sơ khơi mà mà dám mua đâu quý cô chú chị nha đó vì à, thật sự tiền ai cũng làm khó khăn à, quý quý chú chị cũng vậy mình cũng vậy làm cũng rất khó khăn không phải là à, ẩu được à, đây quý chú chị xem nha dấu chị của nó nè đó thép chính là từ mà chị sắc nét chưa đẳng cấp hơn à đẹp từng chi tiết ha con này hàng lướt rất đẹp quý, quý chú chị nha chiếc này thì hôm nay mình giao lưu quý chú chị các bạn với giá là ba hai trăm hai trăm mười tám triệu cho em này nha hai trăm mười tám triệu cho em rô này size bốn mốt nha đi vàng trắng rất đẹp máy ba hai ba năm chữ có à 70 giờ quý quý chú chị nha, chữ có 70 giờ. Đẹp phải không ạ? À? Đẹp và đẳng cấp ha. Thì Rolex vàng hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý quý chú chị hai chiếc cũng rất là đặc biệt. Mình giới thiệu một chiếc 6 số trước quý quý chú chị ha, xấu 6 số trước. Hôm nay mình giới thiệu đến quý quý chú chị, chị và các bạn một chiếc 6 số 118348. Ai à, chú chị xem nha, 118348. Rolex 6 số dây vỏ vàng núc 18K nguyên khối ha mặt số xoàng niền xoàng thiên nhiên dinh hãng nha quý chú chị nha quý chú chị nhìn xem cái niền dinh này nó có khác biệt không ạ khác biệt không ạ à, 118348 nha còn chiếc này là 118118238. cái niền này là niền option à, quý cô chú chị nhìn nhìn vô nè nó khác biệt liền phải không ạ nó khác biệt rất là nhiều ha khác biệt rất nhiều chiếc này là niền option ha à, mình sẽ giới thiệu sau niền này cũng thuộc loại đẹp nhưng mà sẽ giới thiệu sau nha chiếc này với vòng size 36 kính sapphire trên dưới 6 số xài máy 3155 hai lịch cuối của chú chị nha kính sapphire sản xuất khoảng uh, đầu những năm 2000 với chú chị ha à, tình trạng như nguyên bản còn rất là đẹp chỉ còn mỗi đồng hồ không nha à, size 36 lên tay thì đẳng cấp vượt thời gian luôn quý cô chú chị nha đây quý cô chú chị nào đã từng chơi rolex rồi thì biết đây đeo nè đây ạ. À, Đó, à, đẹp phải không ạ? À? Đó. Đó, à, chiếc Rolex đơn giản thôi, đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ đánh giá được một người chơi đẳng cấp nào khi đeo em này ha quý quý chú chị ha. Đó, à, 118348 niền hộp zin của hãng. À, mặt hộp zin luôn nha, zin nguyên bản luôn. Chỉ có mỗi đồng hồ. Mình giao luôn này với giá là 508 triệu nha quý quý chú chị nha, 508 triệu cho em này. Mình nghĩ rất là đáng chơi chụp em niền hộp zin này mặt xoàng này sáng chân luôn quý chú anh chị sáng chân luôn ha đó, đẹp chưa đẹp cực kỳ đẹp từ trong ra ngoài luôn ha đó còn em này là em 18238 à, sản xuất khoảng thập niên 90 xài cũng chung máy chung với dòng xấu số đó luôn quý chú anh chị nha xài máy 3155 cũng kính sapphire đó, à, 5 số dây vỏ vàng khối luôn con này cũng duyên nguyên bản xài 36 à, chiếc này hôm nay mình giao lưu à, niền thiên nhiên option như thế này mặt soạn di luôn nhau quý của chú chị nha đó à, nguyên bản à không còn niền khía chỉ còn niền như thế này thôi mình giao lưu em này với giá là 322 triệu như quý cô chú chị nha 322 triệu giá rất là mềm cho một em 18238 hồi xưa là bán option như thế này không là 350 rồi hôm nay bán giá này thì mình nghĩ rất là mềm à, mấy clip trước chắc cũng có nhiều quý cô chú chị xem chắc cũng biết mà đó con này hôm nay mình bán giá rất là mềm với quý chị nha. 322 triệu thì mềm. Mềm cho em 18238. Duyên nguyên bản mà có thêm cả niềng kim cương option nè. Đó, trắng bóc luôn quý chú chị, niềng trắng bóc luôn. Đẹp cực kỳ ha. Đó. 322 triệu quý chú chị nha. Hôm nay lỡ đeo cái nhẫn này rồi thì hôm nay giới thiệu cái nhẫn này luôn nha quý chú chị nha. Giới thiệu quý chú chị cái nhẫn này luôn. Ở đây mình có một cái nhẫn 10k. Trọng lượng của chiếc này là nặng 4 chỉ 2 nha quý chú chị nha, nhẫn ngoài à, đến quá trời đá quý luôn à, ngọc lục bảo nè kim cương thiên nhiên nè ruby nè sapphire nè à, màu vàng là màu gì tùm lum tùm la quá trời quý anh chị kính thưa các loại đá quý luôn quý cô chú chị nha siêu đẹp luôn nhẫn ngoại nha việt nam mình làm không nổi được nhẫn này đâu quý cô chú chị đẳng cấp cực kỳ ha hôm nay mình giao lưu quý cô chú chị các bạn cái nhẫn này giá 35 triệu nha 35 triệu cho chiếc này à, quá trời đá quý luôn quý cô chú chị các bạn nào sưu tầm thì cái nhẫn này thuộc hàng độc lạ đi 19 năm nha à, 19 đã được 19 năm đeo được và 20 đeo được nha rất là ok đẹp không ạ chiếc nhẫn này bảo đảm là có 102 luôn quý cô chú chị nha à, những chiếc nhẫn như thế này mình bao uh, dưới 50 triệu thì mình bao 15 phần trăm nha quý cô chú chị nha à, nữ trang này trên 50 triệu mình bao 10 phần trăm ở đây mình có một chiếc nhẫn 14k nặng 2 chỉ tư à, đến kim cương thiên nhiên à, Viên chủ là viên 6 ly 03 nha quý quý chú chị nha 6 ly 03 Ni tay của nó cũng là ni tay 19 năm Cũng rất là đẹp nè quý quý chú chị Rất là đẹp phải không ạ à. Viên cũng trắng bóc luôn Cũng rất là đẹp 6 ly 03 Cái nhẫn này mình giao lưu với lại quý quý chú chị và tất cả các bạn Với giá là 68 triệu nha Một cái nhẫn cả ổ cả vỏ à, Cả hộp 6 ly mà 68 triệu thì giá mình nghĩ Cực kỳ hợp lý ha Ờ à vỏ nhẫn cũng ok nè đó cũng rất là đẹp ha kiểu cọ rồi ok lắm 68 triệu quý vị chú gì nha bao quay đầu 10% cho chiếc nhẫn này nha toàn bộ kim cương thiên nhiên vỏ 14k quý vị chú chị nha ở đây mình có một cái nhẫn 18k à. cái nhẫn này là nặng 1 chỉ 25 à, đến full kim cương thiên nhiên viên chủ là 54 quý vị chú chị nha viên chủ 54 mình giao lưu cái nhẫn này với giá chỉ có 35 triệu thôi quý của chú chị nha 35 triệu cả nhẫn luôn à, Sorry, sorry, sorry quý của cô chú chị nha Hồi xưa cái nhẫn kia, cái nhẫn này mình thay rồi Mình giao lưu với giá là <laughs> Với giá là 40 triệu nha à, Cái nhẫn trước, sorry mình lộn nha Cái nhẫn này mình giao lưu với giá là 40 triệu quý của chú chị nha 40 triệu, giá rất là mềm 35 là mình bị lộn giá yeah, 40 triệu nha Duy à, 5 ly tư giới thiệu đến các bạn một chiếc nhẫn 6 ly rưỡi nhân 6 ly rưỡi viên này là nhẫn nước K à, kiểm định da còn mã cạnh mà để bị mất giấy ha quý chú chị ha rất đẹp nè trắng sạch luôn đó, à, nặng một cà rưỡi nha cà rưỡi nó tương đương viên 7 ly 3 7 ly 2 đó, à, rất đẹp mà vỏ bia ghét và toàn kim cương thiên nhiên 2 ly không trên này là hai rưỡi rất đẹp với chú chị nha đó. À, nặng 3 chỉ 6 mình giao lưu cái nhẫn này với giá là 168 triệu nha quý cô chú chị nha 168 triệu Nên nhẫn này như nhẫn 19 năm 20 đó, à, Tay to to tí đeo rất là đẹp nha Đó là bốn bốn cái nhẫn mình giới thiệu đến quý cô chú chị ha Hôm nay có một cái mặt dây chuyền vừa Vàng 10k nặng 4 triệu rưỡi quý của chú chị nha 4 triệu rưỡi này vàng 10k đó. À, mặt dây chuyền của hãng luôn quý cô chú chị nha Của hãng luôn mình giao lưu cái mặt dây chuyền này với giá là 13 triệu 800 nha à, 13 triệu 800 nha đến full hộp luôn à, đây đây quý chú chị nha 13 triệu 800 rất đẹp phải không ạ hộp này là hộp kim cương nhân tạo như quý chúng chị nha hộp kim moist nha đó còn cái mặt này là mặt ngoại nè của vợ quý của chúng chị nha mình giao lưu với giá là 13 triệu 800 cho cái mặt này rất đẹp phải không ạ đó. À, 13 triệu 800 ha ở đây mình có một cái vòng ca chưa đây nặng 4 chỉ 2 4 chỉ 2 à, vòng ca chơi nặng 4 chỉ 2 750 quý của chúng chị nha 750 vàng hồng rất đẹp đến 1,2 uh, 1 2 1 2 3 4 5 6 viên kim cương thiên nhiên à, tầm cỡ 2 ly rưỡi quý chú chị nha à, rất là đẹp à. cái vòng ca chơi này hôm nay mình giao lưu Quý chú các bạn với giá là 30 triệu nha 30 triệu cho cái vòng này thì uh, mình để mình xem cái uh, cái tay vòng này nó bao nhiêu nha 51 vòng này cái size 51 như quý chú chị nha 51 đó. À, bạn nào mà khoảng 60 kg lại đeo rất là ok ha vàng hồng đây 51 hôm nay mình có một sợi dây chuyền nặng 7 -8. Italy quý chú chị nha Italy vàng trắng 750 à, mặt được đến 5 viên kim cương thiên nhiên 4 ly à, chiếu long lanh luôn nha trắng cực kỳ chiếu long lanh luôn ở đây là đứng 64 viên kim cương thiên nhiên 1 ly 2 tới 1 ly 8 quý của chú chị nha Nặng gần 8 chỉ, 7 chỉ 8 Nói 8 chỉ thì hơi quá, 7 chỉ 8 ha à, 7 chỉ 8 thì cái tiền vàng của nó cho nên là 8 đi 8 nhân cho 4 là 32 với 4 là phải 36 triệu tiền vàng này, quý của chú chị nha Chứ này hôm nay mình giao lưu quý của chú chị với các bạn với giá là 75 triệu nha 75 triệu cho chiếc cho cái cái cọng dây chuyền này đi Siêu đẹp luôn, lấp lánh long lanh luôn quý của chú chị lấp lánh long lanh luôn nha đó cũng bao quay đầu 10 phần trăm nha siêu đẹp luôn nha quý, quý chú chị nha đó, đẹp chưa nè đây hôm nay thì mình có một cái mặt ruby à, một cái mặt ruby rất đẹp à, mặt này rất là tươi quý, quý chú chị ha để mình đo chiều ngang nó khoảng 45 chiều cao nó khoảng 52 <laughs> rất to ruby thiên nhiên quý, quý, quý chú chị nha yên bái à xung quanh được à, bọc khoảng chừng 6 chỉ rưỡi vàng 10 k. Thì à, cái này nó giá trị ở viên ruby thôi. Tiền vàng nó tầm cỡ mười mấy triệu, rồi. không có giá trị nhiều. Viên ruby này cái mặt à, di lặc này cái tiền chạm chỗ thì nói không ai tin nhưng cái tiền chạm chủ của anh nghệ nhân anh chạm thì rất là đắt quý của chú chị. Nhìn rất là tươi không ạ? và rất là có hồn. Cái à, mặt ruby này hôm nay mình giao lưu với giá là 35 triệu nha quý chú chị nha. Hôm nọ cũng rất nhiều người hỏi mua, <laughs> mình để chơi không bán hôm nay thì. À, là một việc khác nên phải đem ra giao lưu rồi hữu duyên quý cô chú chị nha hữu duyên à, mình giao lưu 35 triệu quý cô chú chị nào các bạn có hữu duyên muốn may mắn thì cứ mang về nha đừng có trả giá mà không may đâu nói nó thật trả <laughs> giá cái gì được những cái này đừng nên trả giá đó mình nói thật luôn thiệt mà hôm nay giới thiệu đến quý cô chú chị và tất cả các bạn một chiếc đồng hồ à, gây đất Paragol, size 38 vàng đúc 18k khối con này dương bản cả dây khóa luôn quý anh chú chị nha dây và khóa vàng luôn automatic ha, 6 kim cho một lịch đây rất là đẹp phải không ạ mặt tráng men size 38 rất là nặng vàng con này cân tổng trọng lượng luôn khoảng hai lượng tư mấy vô chú chú chị nếu mà buông ra hết cái tiền vàng của nó cũng rất là nặng ha à, kính xa xa rồi lên tẩy rất ok nha cho nó đáp à. đây 6 kim nha quý của chú chị nha 6 kim một lịch Chuyến này hôm nay mình giao lưu với lại quý cô chú chị và tới các bạn với giá là 102 triệu nha quý cô chú chị nha 102 triệu cho em GB này Rất là đẹp ha Đẳng cấp luôn Đây Xe 38 quý cô chú chị nha Khóa vàng luôn Hôm nay nữa có một cái hàng rất là độc đáo Mình giới thiệu đến quý cô chú chị Ở đây một cái em Chô Ba một em chô ba à, chô ba vàng hồng đúc 18k nguyên khối size 40 như quý của chú chị nha biết vàng vàng hay vàng hồng nữa sò đèn riết nó bị chá mắt à vàng hồng à trên hình nó là một em ngựa đây quý của chị nha một con ngựa tượng trưng cho một sự phát triển một cái mã đáo thành công cho công việc ha điền soạn thiên nhiên dinh hạng size 40 mươi đây top hero nha limited chỉ có 200 chiếc trên toàn thế giới và chiếc này số 0 12. Một cái mã số cũng là mang hơi hướng của con ngựa luôn quý của chú chị nha. À, mã đáo thành công. Chô ba một thương hiệu đình đám đến từ Thụy Sĩ Automatic nha. Con này cơ chế là 3 kim một lịch, size 40. Đó. À, con này là hiện tại là chưa có đeo luôn quý của chú chị nha Chưa có đeo nè Đây là cái tem của nó là còn nguyên luôn nè Chưa có lột siêu nè quý chú chị nha Chưa lột siêu luôn Đó. À, Duyên nguyên bản luôn Đây. Chiếc này hôm nay mình giao lưu quý chú chị và các bạn với giá là 218 triệu như quý chú chị nha 218 triệu cho em chua ba bằng hồng này Hàng sưu tầm nha à, Con này bảo đảm là không phải dễ gì gặp con thứ hai Quý chú chị các bạn nào tuổi ngựa thì con này là cực kỳ thích hợp Đeo làm ăn phong thủy là ok luôn ha Mã đáo thành công 200, 218 triệu cho em chua ba này quý chú chị nha Ờ, hôm nay uh, giới thiệu đến quý cô chú chị và các bạn một em co rum size 41 à, một cái co rum hai kim rưỡi vàng hồng đúc 18 k nguyên khối bản kỷ niệm bản kỷ niệm à cho một cái công ty hàng hải lớn nhất thế giới quý cô chú chị à, bắt mau là một công ty hàng hải lớn nhất thế giới mặt số ghi lốc chi hình vỏ sò rất đẹp con này thiết kế theo kiểu một cái nén bạc như quý cô chú chị nha một cái nén bạc automatic hai kim rưỡi một lịch đây độ đẹp của nó thì quý cô chú anh chị các bạn nhìn là có chê được không ạ không có điểm chê luôn phải không ạ đó Đây, hai quý cô chú anh chị ha. Đó. Chiếc này mình giao lưu với quý của chú chị và các bạn với giá là 173 triệu nha. 173 triệu cho em coi room này. Đó, 173 triệu nha quý của chú chị nha. 173 triệu cho em corum room này. Siêu đẹp luôn phải không ạ? Đó, đẳng cấp ha. Khóa vàng luôn. Tiếp theo hôm nay nữa mình giới thiệu đến quý của chú chị và tất cả các bạn hai à, em bờ rê. Ở đây mình có hai em bờ rê nha, full hộp sổ hết. Ở đây mình có em bờ rê size 40 vàng hồng, mặt số ghi lốc chi búa vàng 22k siêu đẹp luôn quý cô chú chị đây mình cho quý cô chú chị xem cái độ đẹp của nó nha đó đẳng cấp không đây một em bờ rê à, tuyệt vời phải không ạ bốn bốn sáu không bốn bốn sáu không siêu đẹp nha mặt số ghi rút chi sô cô, -cô la bít đết lịch đôi ba kim làm theo một cái hình đồng tiền đặc trưng khoảng bờ rê khóa đôi con đĩa cũng bằng vàng luôn quý cô chú chị nha con này đặc biệt là còn hộp hộp nó nhìn nè nhìn nó yêu không còn hộp nha quý cô chú chị nha còn hộp zin luôn đây giấy tờ và mình sẽ mở quý cô chú chị xem nha còn giấy tờ và cặp dây cao su zin của nó còn nguyên ở đây chiếc này mình nghĩ cũng còn rất là đáng sưu tầm đáng sưu tầm cho em bờ rê này chiếc này hôm nay mình giao lưu quý cô chú chị và các bạn với giá là 340 triệu cho em bờ rê này nha quý cô chú chị nha 340 triệu cho em này siêu đẹp luôn phải không ạ à, đẹp và đẳng cấp ha 340 triệu nha vàng hồng đúc 18k nguyên khối nha quý cô chú chị nha vàng hồng đúc 18k nguyên khối đây ạ à. khóa đôi vàng khối luôn bờ rê thì uh, tiếp tục cho quý cô chú chị có một con nữa à, ở đây có em bồ rê re reo rất là đẹp độc độc đáo ha con này cũng full hộp sổ thẻ quý cô chú chị nha à, chất liệu của em nó là titanium à, đây quý chị xem nha đây rất là đẹp nè đó rê okay. siêu nhẹ luôn quý chị, chị nha mặt số xám dây cao su khóa đôi con này là cơ chế của em nó là cơ chế reo như quý chú chị nha cơ chế reo đó ở đây có hai bốn giờ giờ reo đây mình thử chỉnh qua góc 3 giờ xem nó có còn reo không đây để lên cốt reo nếu mà chúng ta đeo tự động thì cái con này nó sẽ tự vô cốt reo quý như gì nha Đó, cũng rất là độc đáo à Đó, đây là có kim báo xăng nè 24 giờ nè giờ reo nè lịch nè rồi cả kim giờ kim phút và kim dây bên này là nút à, bấm reo nha quý chú chị nha khi à, mình à, cần reo thì mình sẽ bấm núm cổ chai con này là kháng nước vô tư quý chú chị nha à, khi mình bấm này đó một chiếc à, bờ rê. à 5547 quý quý chú chị nha, 5547. Đẳng cấp cực kỳ size 40 titanium. À. Những con này thế này thì hiện tại thì giá web nước ngoài thì khỏi nói rồi, nó cao khủng khiếp. À, giá Việt Nam vậy quý của chú chị nha, toàn là trên 500 thôi. Hôm nay à, mình giao lưu quý của chú chị các bạn, em này với giá là 350 triệu nha. Full hộp sổ luôn. Full hộp sổ luôn quý quý chú chị nha. Đây. Hộp của nó đây. Full hộp sổ nha, hộp của nó đây. Đẳng cấp ha. Đây. À con này là hàng sưu tầm. Đeo rất là ok trẻ chung, đẳng cấp nữa. Hãng rê thì không cần phải nói rồi. Một cái hãng đồng hồ lâu năm. Nó là ông tổ của một cái đồng hồ Tourbillon quý quý vị nha. Nói về đồng hồ nhà sáng chế ra Tourbillon thì rê này là nhà sáng lập ra cái chức năng Tourbillon trên đồng hồ. Một cái chiếc đồng hồ rất là lâu đời. Một cái hãng đồng hồ lâu đời ha quý chú chị ha. Đây. Đẳng cấp không ạ? máy của em này xài thôi đẳng cấp cực kỳ luôn này quý chú chị xem nha đó Witch mask mặt số xám nhìn rất đẹp ha nhẹ lên tay ok Chứ này hôm nay mình giao lưu với giá chỉ có ba năm năm mươi triệu như quý chú chị nha một cái tầm giá rất là mềm để mà sở hữu một em hàng độc đáo như thế này <laughs> Lô ở đây hiện tại mình rất là nhiều Ở đây mình có hai em leo núi nuôi quý chú chị hai em leo núi 16570 bảy Con này 5 số nha Chiếc này mình giao lưu với chú anh chị cũng là size 40 168 triệu cho em này Chiếc này mình giao lưu với giá là 195 triệu nha Hai em một con 5 số và một con 6 số như chị nha à. Đô thì mình giới thiệu sơ qua thôi Mình nhập về hai em rất inox nữa 116622 giá master mặt xanh Và con này là 11 66660 quý chú chị nha. À CD Wheeler Ripsy. Con này là mặt số là 2 tông, đen và xanh lơ rất đẹp quý anh chị nhìn nè nhìn cái niềng xoay nè đó con này là dành cho thợ lặn quý anh chị nha con này cũng dạng giá master con này là giá master đó, mỗi con có mang một cái vẻ cực kỳ độc đáo ha hai con này đều series loạn đét rất là cao như quý của chú chị nha đây con này là size 40 con này là size 44 như quý của chú chị nha chứ này chứ giá master này mình giao lưu quý chú bạn với giá là 235 triệu nha 235 triệu cho em master này hai còn CD Wheeler này, Pepsi này Mình giao lưu với chú chị và các bạn với giá là 260 triệu nha 260 triệu cho em CD Wheeler này Con này rất là độc đáo, chú chị mặc hai màu nè à, Đây, rất là đẹp phải không ạ à, Con này là dòng dành cho thời lặng 3.900m nha, chú chị nha oyster siêu lặng luôn, lặng sâu luôn Lặng mà ngỗng củ tỏi rồi cái đồng hồ chưa ngỗng quý của chú chị nha size 44 như lên tay thì không có điểm chê nha cực kỳ đẹp trong em Wheeler này trên tay rất là phong cách phải không ạ CD Wheeler đây một chiếc Benjen Gen xoay ceramic nha quý của chú chị nha ceramic nha 260 triệu cho em này thì mình nghĩ cũng rất là đáng chơi ạ đẹp phải không ạ một cái mặt số 2 tông màu rất là đẳng cấp đây những con thợ lặng này là có chỉnh nhanh nha quý cô chú chị nha thì mình gạt lên nè gạt cái dây này lên và mình chỉnh dây ra vô ra vô ha đó ghép lại ở đây mình có một cái chỉnh nữa là quý cô chú chị nha đây nè mình sẽ lấy ra quyết cho quý cô chú chị xem nha đâu rồi à đây đây ra tiếp nè một nấc nữa nè cho nó dài nha để mình đeo vô bấm nó xuống cho nó dễ ha quý cô chú chị ha đó. À, và khi mình chỉnh rồi mình có thể chỉnh theo vừa tay của mình. Đó trong tầm tay ha. Chiếc này hôm nay mình giao lưu với chú chị cái giá là 260 triệu nha, một em CD Wheeler 260 triệu rất là ok cho một chiếc như thế này. Rolex thì về cũng rất là nhiều quý quý chú chị. Đời mi Mì hồng mình còn 3 chiếc, 3 chiếc nha. Đời hồng 12. 126231. 3 chiếc 3 mặt số. À. Còn thẻ nha quý quý chú chị nha. Đây. À, chiếc này chiếc này là 250 triệu, chiếc này là 268 triệu nha. Chiếc xếp gạch thì nó mắc hơn, 268 triệu. Còn nếu quý của chú chị các bạn nào thoái siêu lấp lánh thì ở đây mình có một em 216570. Một em đồng hồ full kim cương siêu lấp lánh luôn quý của chú chị nha. Đó, à, option full kim cương thiên nhiên. Một chiếc đồng hồ làm theo phong cách của Rondo đang đeo. Rondo đang sở hữu một chiếc như thế này khoảng 15 tỷ quý của chú chị nha. Chiếc này thì do là option lên. Đó, à, full kim cương thiên nhiên nha con này là toàn thân là inox à, độ full kim cương thiên nhiên toàn zin luôn nghiên cứu chú chị nha còn toàn toàn lại là zin hết chỉ có kim cương thiên nhiên là option lên thêm thôi full dây luôn à, con này với vòng size 42 mã số của nó là 216570 quý của chú chị nha à, rất đẹp phải không ạ chiếc này à, mình giao lưu với lại quý của chú chị và tất cả các bạn với giá là 450 triệu cho chiếc này nha rất là đẹp phải không ạ cái tiền kim cương độ trên này phải hai trăm mấy chục chai rồi quý chú chị à, không có rẻ đâu những chiếc như thế này không, không phải dễ kiếm đâu quý chú chị nha size 42 bạn nào đam mê kim cương siêu lấp lánh thì chơi cái này là ok luôn ha đeo thêm cộng dây chuyền này vô nữa nè cũng là ok rồi đó đây đó chọn bộ ha quý chú chị ha chọn bộ ha đó cái này thì không có đủ phê phải chơi chơi luôn cái nhẫn bự này ha quý của chú chị ha đây 168 trăm 450 mươi à, siêu đã luôn quý chú chị ha đó một bộ ha quý chú chị ha đó siêu đẹp 216570 nha đó. 450 triệu cho em này mình nghĩ giá bây giờ mềm lắm hồi xưa cách đây hai năm mình mua con này 500 quý chú chị mình đã từng sở một con như thế này nữa chứ không như bây giờ mình sở hữu 500 À, nói về rất đất vàng khối thì mình còn tiếp tục một con nữa. 118 à 118 139 quý chú chị nha, 118 139 size 36. Vàng đúc 18k nguyên khối, mặt số à trắng men la mã rất đẹp quý chú chị. Một số trắng men la mã. Toàn thân là vàng trắng 18k nguyên khối nha. Con này đét rất là cao. Tầm khoảng 2016 đến 2019 nha quý chú cô chú chị nha. Rất là cao hai lực lịch, lịch treo, lịch treo hai lịch là chỉ có trên vàng khối hoặc latin như quý cô chú gì nha size 36 lên tay cũng rất ok tình trạng là chỉ còn đồng hồ thôi duy nguyên bản nhưng mà chỉ còn đồng hồ nha quý cô chú chị nha chỉ còn đồng hồ thôi cái này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và các bạn với giá là 368 triệu cho chiếc này một tầm giá rất là mềm ha quý cô chú chị ha một tầm giá rất là mềm cho một em vô uh, Rolex vàng khối hai lịch đẹp rất là cao 2016 đến 2019 nha, quý quý chú chị nha. Đắt con này rất là cao. đó. thì à, hiện tại ở đây thì à, mình giao lưu với quý chú quý 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 chị, à, các bạn ở đó mình còn hai con rô cổ nữa, một con 16014. Chiếc này là niềng vàng trắng năm số đời đầu tiên, mặt lụa rất đẹp quý chú chị của anh chị ha. nguyên bản. Chiếc này mình giao lưu với giá là 73 triệu nha. 73 triệu cho em năm số đời đầu này. Chiếc này là chiếc năm à, số 11500 quý chú chị nha. À, con này size 34. Chứ này mình giao lưu quý chú chị với giá cũng 73 triệu nha. 73 triệu cho em năm số này. Cap gold. Size 34 thôi. À. Ở đây thì hôm nay về đồng hồ nữ thì mình có hai cái. hai cái đồng hồ nữ. Một cái chô ba. Dây vỏ bằng khối kim cương thiên nhiên. À, dinh hạng rất đẹp nha. Đây. Đó à, dây vàng luôn. Ba màu rất đẹp đây mặt số cũng vậy quý cô chú anh chị ha mặt số cũng vậy siêu đẹp luôn phải không ạ đó à, đây à cái uh, chô ba này hôm nay mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn với giá là 168 triệu nha 168 triệu cho em chô ba này à, siêu đẹp ha 168 triệu những quý cô chú anh chị nha ở đây là mình có một em Rolex 178 à, 179, 178 nha quý cô chú chị nha Size 26 vàng khối Vàng nguyên khối luôn à, Rất là đẹp nha Con này là được mặt đá với kim cương thiên nhiên Mặt đá xanh Giống như là cẩm thạch nha quý cô chú chị Rất là hiếm nha Automatic 3 kim một lịch Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và các bạn Với giá là 333 triệu nha Một em Rolex mặt đá Siêu đẹp phải không ạ Rất là hiếm gặp cho một cái Rolex nữ này ha 333 triệu ở đây mình có em uh, Omega How Vision à, Sô-cô-la size 41 nha quý cô chú chị nha đó, à, Mấy 8 ngàn rưỡi siêu đẹp luôn nha đó, Mặt số 2 lòng búa vàng 18k Vàng hồng đúc 18k nguyên khối ha quý quý cô chú chị ha Vàng hồng đúc 18k nguyên khối Mình giao lưu với lại quý cô chú chị và tất cả các bạn Em Omega này với giá là 188 triệu nha 188 triệu cho em Omega này 188 triệu ha đây ạ à. ở đây nếu mà nói về siêu lấp lắm thì mình còn em Phan Miller em Phan Miller vàng hồng lúc 18k nguyên khối xe ngang của em nó là 36 nhân cho 36 nó tương đương khoảng size 40 nha quý cô chú chị nha tương đương khoảng size 40 khóa zin luôn à, option nha mặt số vàng luôn con này mình giao lưu với giá là 208 triệu như quý cô chú chị nha 208 triệu cho Phan Miller này rất là đẹp và độc đáo ha thì nói chung hôm nay thì chắc đến đây mình sẽ xin dừng lại à, có một cái dây vàng 14k chắc để từ từ xài một cái nào xài mình xin dừng lại hẹn quý cô chú anh chị và các bạn vào dịp sau nha mình sẽ giới thiệu nhiều hơn còn rất là nhiều những đất ở đây nữa silini nè vàng hồng xe 39 nè à, 278 triệu nè à, mình sẽ giới thiệu hơn nhiều hơn vì hiện tại thì thời gian nó không có nhiều nếu mà quay nữa thì khi mà post lên nó quý cô chú anh chị bót lên thì nó chậm lắm có bữa mình bót lên cả ngày luôn nha mình giao lưu tại nhà riêng của mình 96 trên 12 trên 4 thạch lam phú Thành thành phố hồ chí minh nha rất vui được gặp lại quý chú anh chị và các bạn đến giao lưu nha rồi xin chào và hẹn gặp lại chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày một buổi tối an lành vui khỏe và thành công hạnh phúc bên gia đình nha bye bye xin chào và hẹn gặp lại nha